Ta-da! Nhớ chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình và mình là Cúi Ca. Hôm nay mình với các bạn cùng khám phá trong đơn hàng lần này chúng ta sẽ cùng khám phá những tập truyện nào nhé các bạn. Thì trên mình các bạn đều rất nhiều tập truyện xuất bản đầu tháng 6 của rất là nhiều nhà xuất bản các bạn, có Kim Đồng, nhà xuất bản trẻ, ABM và rất là nhiều xuất bản khác. Bây giờ chúng ta sẽ cùng có là Rantaro, Ninja Rantaro tập 8 nè, Thánh Thạch Ra Vai tập 9 và tập 10. Tập 10 là phiên bản được tặng MBE nha các bạn. Đó Firefox tập 6 nè, Kỳ án siêu nhiên tập 14 nha các bạn. Đây Kỳ án siêu nhiên tập 14 có Lưu Lốc tập 8 nha các bạn. Có Kingdom tập 50 và quà tặng cũng khá là bị luôn các bạn. Iruma tập 14 đây tặng kèm một cái bó kẹt nha các bạn. Có Rồi Hoa Sẽ Nở phiên bản đặc biệt. Rồi Box Set Devilish và Cô Gái Nơi Xuống Ngoài tập 4 phiên bản đặc biệt. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới nha. Nếu video này sau một tuần đạt được 1.000 view mình sẽ dành tặng cho 10 bạn, mỗi bạn bất kỳ được quyền chọn một cuốn bất kỳ trên màn hình nha các bạn. Các bạn được quyền tự chọn, nhớ video này sau một tuần đạt 1.000 view nha các bạn. Rồi mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng trước khi mình review tiếp hơn về từng tập truyện nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá tập 8 của Ninja Rantaro nha các bạn. Đây là phiên bản tái bản, chúng ta vẫn giống như đồng bộ cái tập trước là cái bìa gặp thôi. Đây là phiên bản tái bản nên không có quà nha các bạn, chúng ta được bìa gặp của tập 8. Và cũng giống như tập 7 các bạn, mình có cảm giác như cái bìa của tập 8 này được ken lại hay sao, nó mờ mờ chứ không được sắc nét sao các bạn. Đây là một số hình ảnh bên trong chuyện được in trên giấy BB80 đồng bộ với những tập cuối 58, 59, 60, 61 đồ của Ninja Rantaro nha các bạn. Đây là một bộ truyện vui về các chàng ninja của chúng ta. Đây chuyện được in và gia công chỉ có 3.000 bản thôi. Rồi mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và comment một con số hết phía dưới nha. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.